Yo, hôm nay chúng ta roll 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 Hu Tao và Nahida nhá. Anh em ủng hộ thì like, subscribe và ủng hộ WeWoo Game dưới phần mô tả video nhá. Không 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 nói nhiều, không nói nhiều. Chúng ta cùng cùng vào act đầu tiên luôn. Đó chính là thằng bạn chúng ta. Rồi. Rồi có ai tên Chi Chi vô vậy? Không vô vô á, không vô vô. The hell? No 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 no. Thì act thằng bạn tôi đang tính roll Hu Tao, và nếu mà roll trúng Hu Tao thì chúng ta sẽ chuyển qua trấn. Cho nên là thằng bạn tôi có roll cũng khá là nhiều rồi ha, cho nên là hôm nay chúng ta thử 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 lần đầu tiên chúng ta chơi chiếc lõ đi, gọi là hiến tế đi ha. Rồi. Rồi, hiến tế nhân viên để chúng ta roll ra ra chủ. Ok, rồi. Lịch lịch sử thì chúng ta đang có là 8 bit tiền. 8 8 8 bit tiền, 8 bit tiền. Rồi. Bắt đầu nhá, bắt đầu nhá. Vậy. À, đây là cách hiến tế. Rồi, 9 BT này. 10 BT là Rising Chill này. 11 này. 12 này. 13 này. Rồi chúng ta qua roll lộn anh rồi. Phải liền, ê từ từ. Nó đúng nhưng mà nó sai. Từ từ. Nó đúng nhưng mà nó sai mọi người. Khoan 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 khoan. Vãi cứt này đi ra C3. Ê mà nó ra sớm không sao không sao không sao không sao. Nó ra sớm, nó ra sớm. Còn cơ hội, còn cơ hội. Nó ra sớm, nó ra sớm. Rồi rồi giờ giờ ra Nahida này. Một lần này ra xin chiêu này. Hai lần này. Ê cái này mà mất hơi 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 ảo ma camera thiệt anh. Lần sau tôi để tôi nhớ tôi roll nổ tôi roll đúng banh nợ. Thì thốt mới này. Cookie này. Và xe thốt này. Rồi. Ok, rồi rồi. Cái này sẽ ra này, cái này ra này, nhưng mà không ra luôn vãi lần. Vãi lèo rồi rồi hết thôi. Rồi lộn nó ra sớm này. Rồi rồi nhưng mà giờ đủ này, nhưng mà giờ đủ. Từ từ đổi thêm hai roll nữa cho nó tròn này. Đó. Giờ đủ này. Đó, rồi 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 rồi. À, trời. À, ra luôn. Ai. À. Chịu rồi. Biết nói gì nữa gì vậy? Ok, cảm ơn thằng bạn tôi nhé. Tiếp theo chúng ta tới acc của Raiden. Rất 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 lấy rất rất nhiều PT rồi. Ok rồi, không có gì rồi này. Rồi. Giờ chúng đó 17 17 này, perfectly balanced that all things should be này. Bây giờ chúng ta có chuẩn bị có Nahida hay không? Mà tôi đang không hiểu tại sao ông Raiden nói là tỷ lệ trúng là 80% thôi. Ông lệch 4 lần liên tiếp vậy hay sao mà chuẩn bị bắt lấy ánh sáng hay sao ấy? Đây 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 đó, mới nói bắt lấy ánh sáng nè, đó rồi, xong rồi đó. Đó đó mới mới hỏi anh có bắt lấy ánh sáng bao giờ chưa, đây 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 em mời em. Rồi xong skip thôi nha mọi người. Rồi đấy đó, full 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 Nasinku luôn đó. Xin chúc mừng Raiden nhé. Rồi trấn đúng không, vàng không, vàng này, vàng skip luôn đi, phiền quá. Kiếp cho lẹ ha mọi người. Từ mà ta lịch sử nhiêu rồi ta, từng tới chưa à, vẫn mới biết ti mới 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 đầu tiên mà. Ừ chiêu 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 giờ mà nổ mới hài á. À, giờ mà nổ là hài hài lắm á. Rồi ha, nổ 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 tiếp là tay phong. Ok ok rồi.
Xin chúc mừng Raiden nhá, đã trúng được ba lay ánh sáng lần lần đầu tiên được Nahida luôn nhá. Cảm ơn Raiden rất nhiều. Cái bạn Quỳnh, bạn ấy nói với chúng ta là muốn roll Nahida đợt trước với nổi ít hai vàng, cho nên là giờ anh muốn roll lệch cũng được, nhưng mà chỉ là đừng lệch Chi Chi với lại Batman thôi. Ok, rồi. Anh sẽ cố gắng nào. Bao nhiêu PT rồi nhỉ, bao nhiêu PT rồi nhỉ? Cũng 14 rồi à, cũng 14 à. Cũng 14, 14 à. Ok. 14 như đây là 7 69 rồi, 69 rồi. 69 69. Giờ chúng này ra chắc 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 cũng xịn đấy. 70 này. Ok rồi, như dự tính à. Nếu mà em có nhắm tới trấn thì chắc là phải roll từ từ ha, để tại vì giờ cũng 70 rồi, chắc là roll từ từ đi. Nếu mà xong thì chúng ta chơi trấn ha. Nếu mà trúng thì chúng ta 71 này. Ok. Rồi. 72 này. 73 này. Tím. Cookie đây. Người người cần thì không có, người cần không cần thì có. Ok. Căng thẳng nha, căng thẳng nha. 75 rồi đó, giờ 76 này. 76 chưa ra này. Ái chà. 77 này. Ra tím luôn. Ra xin chiêu ấy. Vãi lều. 78 này, nổ. Vãi lều luôn. À, 79 này. Nổ không? 79. Hả? Nó ra hết cái bàn n n tím rồi nó mới chịu ra ra vàng à. Phải tức. Nó ra ba con tím trước khi nó ra con vàng luôn á. Hảo. The hell. 80 này. Rồi đây 80 80 80. Đây đó. Chưa lệch Nahida nào nhé mọi người. Nahida là thần của tôi mà làm sao mà lệch được. Ok. 10 rôn ra luôn này. 10 rôn ra luôn này. Chưa ra. Nhưng mà ra hai tím cũng được, hai tím cũng được ha. Ok. Rồi. Đó. Không, chưa nổ. Nhưng mà ra vũ khí mới này. Đó. 1 triệu quả. 1 triệu quả. Ok. Rồi. 10 rôn nữa, 10 rôn cuối cùng này. Bạn. Đây chưa 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 à, rồi rồi cuối cùng ra không, không ra thôi, nổ vàng ấy, nổi nổi ở vàng thiệt. Nó phải viết tới rồi cuối cùng chứ. Ha, làm sao mà lệch đây ra được, làm sao mà lệch đây ra được. Tính nãy giờ rồi đây ra chưa được phát nào. Ok, cảm ơn Quỳnh nhé, cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Tiếp theo chúng ta có roll cho mình. Roll cho mình. Chúng ta sẽ lấy một Na Hi Hi ở đây đúng không? Một Na Hi Hi. Thì à chà, BT cũng 50 rồi. 50 rồi, 50 rồi, 50 rồi, cũng 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 sớm, cũng cũng trễ rồi đó. Ok nhá. 50 rồi, vừa đẹp 50 luôn. Ok nhá. Rồi thì để cái này nó lên thêm 7 cái nữa cho nó đẹp. Cho nó đẹp cái số này, cho nó tròn số này đó. Rồi. Giờ 60 nổ luôn chắc đẹp ha. Giờ 60 nổ luôn đẹp. Chưa nổ à. Camera cookie, ok cũng được. Cookie cũng được. Lý.
Cookie là tốt á, nếu mà chưa xe xấu Cookie là chắc chắn là tốt ha. Rồi 70 này. Ok, không đổ sớm, không đổ sớm. Nhưng mà ra xe thuốc mới. Ok, và Tây Phong, Tây Phong. Rồi. Rồi, rồi, rồi. bây giờ ra này, giờ cái liệu cái chuỗi thắng Ahida của tôi có được tiếp tục hay không đây. Giờ cái chuỗi thắng Ahida của tôi có tiếp tục hay không, giờ chúng ta cùng xem nhé. 71 72. Ủa rồi sao? Ủa sao sao Ahida ở đây? Lộn sao sao sao? Sao sao chị đẻ? Rồi xin chiêu nữa. Rồi xin chiêu nữa. 73 này. 74 này. Trời. Deja. Cũng nhân vật rồi, người đầu tiên là anh này. Người lần nhân vật cũng là Sumeru ấy. Vẫn là Sumeru ấy nhưng mà là vẫn Sumeru. Mười lăm này. 25 này. Đó, ra đôi này, nãy giờ ra đôi hơi nhiều quá. 25 này. Ok. Hy vọng không hết. 35 này. 45 này. Ok, thôi skip luôn đi. 55 này. 65 này. Ok. Rồi 75. Ok, nó không nổ sớm luôn chứ. 76. 76. 76 ra luôn đi. 77. Yeah. 78. 79. 80. 80, 80, nổ. Mình có đếm lộn không ta? Từ từ. Ok, nay ra đầu tiên chúng ta lệch nha, nhưng mà 31 PT. 31 PT. 31 PT. 41 này. Ok. 51. Ok rồi. Ê, sao đây nè hoài? Sao đây nè hoài vậy? 51. Năm mươi hai. 53. 54. 55. 56. 57. Kiếm chuông. Kiếm chuông. 58. Chết. Ehe boy. Ehe boy. Rồi cảm ơn mình nhá. Ok, một thắng một thua. Thì bây giờ chúng ta đến với lại gia nhất của chúng ta, đây chính là cờ lê đây đó, đây chính là cờ lê của chúng ta ha. Một trong những bạn đóng góp rất nhiều cho kinh, và bạn ấy gửi cho chúng ta muốn chúng ta roll hộ ma. Bạn ấy đã lật hộ ma rất là nhiều lần rồi, năm mươi bt rồi, giờ là 60 nổ luôn này. 60 cái nổ luôn nè. Phải liền chưa nổ luôn à. Căng thế chưa. Á chà chà. Á chà chà, hơi căng. Rồi. 10 run quyết định. 60 VT này, 10 run này quyết định nhá. Tự nhiên thấy cái mắt lấy ánh sáng ở trong banner vũ khí, xong chúng ta có thể rebot cái MiHoYo để lấy thêm run cũng được ha. Vô. Rồi. 61 này. Rồi. Hổ ma, mọi người ơi. Hổ ma. Praise. Hổ ma. 61.
Câu 2. Ok, móc chịu quả này. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Trời. Đây rồi. Đó là luôn. À, đi. À, đi 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 đi, chịu á. Xin xin chia buồn đơn sự. Có vẻ như là có vẻ như là tất cả mọi các nó sao ta? Có vẻ như là game này nó không muốn cho gia nhất có được cây hộ ma rồi đó. Em chơi thử coi từ giờ đến cuối banner có được hay không nhé. Rồi đây là cái kho vũ khí của gia nhất này. cái cây này chắc là cũng banner hu tao đây. Rồi cái cây này là cây mới luôn này, hình như lật lần này lần thứ 5 rồi đấy. Ok, xin chia buồn với gia nhất nhé. Rồi người cuối cùng của chúng ta thì muốn chúng ta đứng ở ngay đây. Cái vị trí này nó hơi kỳ lạ. Cái vị trí này nó hơi kỳ lạ, con Chiyori nó đứng hơi lỗi tí. Ok, theo ý của TNV thì chúng ta sẽ chỉnh cái này tới 5 giờ chiều ha. Và chúng ta roll luôn. Rồi 5 giờ chiều là bằng 17 giờ đúng không? 17 giờ 0 phút đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay hết. Ra Nahida thì quay trứng, còn nếu không ra Nahida thì quay tiếp. Đó. Vậy đi. Ok. Ok nhá. Rồi. Ok. Rồi quay Nahida này. Rất nhiều roll. Bao nhiêu bitty rồi? Không, 2 bitty. Rồi, giờ vô nhá. 12 này. Ồ, ra hai con ngon luôn này, ra cookie này. 22 này. Bốn mươi hai này. À, quy bốn nhân vật hả? Phải quy bốn nhân vật nè. Ok. Rồi. Ok, quy bốn nhân vật luôn. Hồi nãy không. Em nói chữ quy, em nói ulti bốn nhân vật, anh dễ hiểu hơn. Mà không thể đổi với qua. Mà không đổi được qua Klee này giờ sao? Đứng không đổi qua được Klee giờ sao vậy? Từ. Giờ sao em? Thôi kệ đi ạ. Ok. Rồi quy ba nhân vật rồi. Năm mươi hai. Sao giao giao ở đây nữa? Sao giao giao ở đây ta? Ồ, 62. À, nổ sớm. À, đây là cái giá mà nổ sớm. À, cùng VA. À, thì ra là cùng VA sao? Thì ra là cuối cùng cũng ra rồi. Cái này là tại em spam quy nhiều quá đấy. Em bấm quy riết nó ra đấy. Em cứ kêu quy riết á, cho nên là em kêu vậy thì dụ em nó lên là đúng rồi. À, chịu. Cái này tính thua không ta? Nó còn chưa tới bitty nữa. Cái này tính thua không? Nó còn chưa tới bitty luôn mọi người. Phải nè. Nó còn chưa tới bitty nữa. À, nó cái này roll là nó còn mới 72 bitty thôi á. Này tính là win ha, cái này tính win đúng không? Vãi leo thiệt. À, tôi liêm nhá. À, ok. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng TNV nhé. À, vãi leo thiệt. Được free một chi á, free một. Rồi, vũ khí. Mười roll này. Ok. Bao nhiêu bitty rồi?
19 à. 19 là nẻ 29. 29 là 30 này, cái này 30 này. Ok. 30 40 Ok. Sao đâu ra thêm con cookie ở đây nhỉ? 50 này. 50. Chiêu tâm luôn chứ. Phải hai cái chiêu tâm luôn chứ. Rồi sao hai cái chiêu tâm luôn vậy? Biết là chiêu tâm trong banner này rồi á. Vì sinh nhật Nahida tặng chúng ta cái nguyên liệu Thảo nguyên bản, cho nên Nahida cầm chiêu tâm đi đắm Thảo nguyên bản hay sao mà ra chiêu tâm nãy giờ nhiều vậy. Sáu mươi này chưa có đây. Ok, xong thêm cái chiêu tâm nữa vãi lèo thiệt. 6. Ok rồi, giờ 70 này. 70, 60 nè. Thì 61 nhé. 61. 62. 63. 64. 65. Ồ trễ vậy. À là rồi, đây cuối cùng cũng lệch nha mọi người. Đó rồi lệch rồi đấy. À, là rồi. Ok. Cuối cùng cũng lệch ha. Ok, sau hết lắc. Rồi em cũng muốn roll tiếp không hay thôi, tiếp đi anh nữa. Ok. Ok. Rồi giờ 10 roll mà ra luôn cái ảo này. Giờ 10 roll ra luôn thì hơi ảo á. À bảy lều. Thằng này hiểu skip đi. Ra luôn vui. Bảy. Thật là sinh viên. Chúc mừng TNV, chúc mừng TNV nhá. Rồi. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video lần này nhé. Mọi người thích cái video lần này thì mọi người cho tôi một like và subscribe nhé. Ấn vào nút chuông để mà ủng hộ mình làm thêm những content như thế này á. Ủng hộ Wii Game ở dưới phần mô tả video giúp mình luôn ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.